Sản phẩm ngày hôm nay Ngà muốn giới thiệu đến quý anh chị là một kho nông sản kèm với một biệt thự nhà lầu tại trung tâm thị trấn huyện Chư Sê. Vị trí kho nông sản của chúng ta nằm ở cách quốc lộ 14A khoảng 200m. Lô đất có hai mặt tiền đường, một mặt tiền trước và một mặt tiền đường bên lô hông. Một mặt tiền đường bên hông quý anh chị. Mặt tiền ở phía trước có chiều dài bề ngang là 50m. Bề sâu của lô đất là 25m và có 300m thổ cư. Từ vị trí lô đất của chúng ta đi về thành phố Pleiku, sân bay Pleiku hết khoảng 38 km, đi ngược về thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì hết 150 km. Từ nơi đây mà ra trung tâm thị trấn huyện Chư Sê thì hết 1 km. Ra ngoài quốc lộ 14A chỉ có 200m. Căn nhà cùng với kho nông sản của chúng ta tọa lạc tại hướng đông và có 300m thổ cư ở trên đất. Mời quý anh chị theo chân em vào thăm tường tận cái ngôi nhà của chúng ta quý anh chị. Trước mắt quý anh chị, tầng trệt có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Căn nhà được xây với không gian rộng mở. Toàn bộ cửa đều là bằng kính quý anh chị, đều có kính để cho ánh sáng vào trong nhà. Và bây giờ mời quý anh chị theo chân em đi lên trên tầng trên của căn nhà chúng ta quý anh chị nhé. Tại cái lầu trên như thế này thì có tổng một phòng khách, hai phòng ngủ và có một cái không gian hơi nhỏ đằng sau để đựng máy giặt và đi ra bên bên hông của căn nhà quý anh chị. Ở phía trên đây là sân thượng quý anh chị nhé. Thêm một bậc cầu thang đi lên đó là sân thượng, có một cái giếng trời. Đây là cái phòng ngủ đầu tiên và đây là cái phòng ngoài, phòng lồi ở phía ngoài quý anh chị. Căn phòng này gia chủ thiết kế để làm phòng thờ. Cửa là bằng kính mài, cửa kính mài quý anh chị. Không gian ở đây rất là rộng mở này. Không có dùng điện quý anh chị, ánh sáng vào rất là hòa nhã quý anh chị. Sau cánh cửa này là một cái hành lang để đựng máy giặt và phơi đồ. Đây là phòng ngủ thứ hai của cái tầng trên quý anh chị nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai này.
Hiện em đang đứng ở tầng 2. Và còn một tầng phía trên là tầng lồi của sân thượng của anh chị. Tầng lồi để đi lên sân thượng của anh chị nhé. Ở đây cũng là một cái giếng trời, có một cái giếng trời mang đủ ánh sáng và năng lượng tốt cho cả ngôi nhà. Kho nông sản với diện tích 50 mét mặt tiền đường nhựa, lô 2 quốc lộ 14A, có 2 mặt tiền đường, sâu 25 mét và có 300 mét thổ cư, kèm với một ngôi nhà 2 lầu. Ngay trung tâm thị trấn huyện Chư Sê, gia chủ sang nhượng cho quý anh chị với giá 3 tỷ 600 triệu, có thương lượng nha quý anh chị. 3 tỷ 600 triệu. Bao sang tên bìa đỏ cho quý anh chị và quý anh chị có quyền được thương lượng ạ. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà và kho nông sản, xin liên hệ đến kênh Nhà Đất Quỳnh Nga Gia Lai qua số điện thoại trên màn hình và nhớ bấm đăng ký kênh ở góc phải màn hình để theo dõi những video mới nhất nhé.